Hôm nay em hướng dẫn cái cách chỉnh đồng hồ control led hai nút rưỡi nha. Một nút nhỏ là nút reset nè. Nút thứ hai là nút chỉnh giờ, hai nút này là hai nút để mình chỉnh giờ tay nha. Ok, bây giờ em hướng dẫn cách chỉnh nha. Bây giờ là em xẻ ra, em tháo hai viên pin ra nha. Đây đồng hồ đây là nó có đèn. Bốn viên pin này là bốn viên đèn, nó không liên quan gì hết nha. Còn lại ở đây là hai viên pin của giờ. Bây giờ em gắn hai viên pin giờ được trước. Giờ em bắn rõ vô nha. Ok, rồi em quay lại nha. Thì đồng hồ nó bắt đầu nó tự động chạy. Bỏ vô pin là nó tự động ra. Em kiếm gì em lót nó dễ. Ok, con này là em bán rồi nha. Em chỉ làm video lại thôi. Khi chờ đợi nó chạy nha, em nhấn tua nhanh nha. Nó chạy cho đến khi nào mà anh thấy mà cái kim dây á, cái kim dây này bắt đầu nó mới nhảy á, thì lúc đó mình mới chỉnh tay được. Còn hiện tại giờ nó đang rè sóng, đúng không? Nó đang rè sóng radio. Ở mình thì không có, nên nó rè đổi nó không có thì nó sẽ kim dây á, nó sẽ nhảy. Mà khi mà kim dây nó để nhảy rồi á, lúc đầu mình mới chỉnh tay được nha. Ok, để em tắt cái này nè, chạy hơi lâu chút xíu. Từ đề hơi lâu chút xíu. Ok, sau khi thời gian để cho từ đề sống á, thì bắt đầu vô là kim dây bắt đầu nó nhảy này nha. Bắt đầu thấy kim dây nó nhảy. Giờ thì chạy sai. Thấy không? Em cho bây giờ là 10 giờ 20 đi. Mà bây giờ nó là 9 giờ 10 rồi, đúng không? Khi bỏ pin vào nó được auto chạy nha. Auto chạy xong rồi kim dây nó nhảy bình thường nè, nó đang chạy bình thường nè, thì sai giờ rồi. Bây giờ mình chỉnh tay nha. Đầu tiên nhấn cái nút nhỏ này trước nha. Mình nhấn cái nút nhỏ này nè. Trong đây có hai nút nhỏ với nút to. Ok, giờ em nhấn nút nhỏ trước nha. Em nhấn vào nè. Nhỏ nha, nút nhỏ nha. Nhấn nút nhỏ trước. Đó, khi tới số 12 sẽ ngừng. Ok, thả ra nha. Rồi đâu đó mình nhấn nút to. Nút bên đây nha. Nút to, nút đây nè. Giữ nguyên nha. Nhấn nút to giữ nguyên nha. Bắt đầu chỉnh giờ nha. Em cho ví dụ như là 10 giờ 25 nha. Nhấn. Rồi. Đợi tới 10 giờ 25 mình thả ra nha. 10 giờ 20 cũng được, mình thả ra. Hoặc là 23 gần tới mình thả ra xong mình nhấp. Mình nhấp một lần là nó 1 phút. Vậy thôi. Ok. Rồi cho tới 10 giờ 25 nha. Má nó chạy cái kim. Đây là đèn, dưới đèn. Rồi, 10 giờ 20 nè, gần tới 10 giờ 25 thả ra nha. Rồi, giờ thả ra trước đây. Rồi, nhấn thêm cái nữa. Rồi, 10 giờ 25 nha. Ok chưa, sau khi nhấn nút 10 giờ 25 rồi là nó đang không dây. Mình nhấn cái nút nhỏ, nhấn nhớ nha, nhấn cái nút nhỏ lại. Đó. Mình nhấn nút nhỏ để cho kim dây nó chạy lại ha. Bây giờ em nói lại như sau nè. Sau khi hết pin đúng không, là mình nhấn cái nút bất kỳ nút nào cũng được. Tháo, mình xả cho nó hết pin ra nha. Mình xả hết pin ra đầu cho mình lắp hai viên pin mới vào. Sau khi lắp hai viên mới vào thì cái kim giờ, kim phút, kim dây đó, nó chạy tùm lum tùm lưa đó. Nó chạy đến khi nào mà kim dây nó hoạt động bình thường lại. Đến khi kim dây hoạt động bình thường lại, nó nhảy bình thường lại, nhưng mà giờ bị sai, lúc đó mình chỉnh tay nha. Nhấn phím nhỏ để cho cái kim dây nó chạy đến số 12. Nhấn phím nhỏ giữ nguyên nha. Nó chạy tới số 12 nó ngừng. Sau đó mình nhấn phím lớn giữ nguyên để mình chỉnh giờ. Khi nào giờ mình gần tối thì mình thả ra nha. Mình thả ra rồi mình nhấp một lần là 1 phút, một lần 1 phút nha. Vậy thôi, ok nha. Còn ai mà không
em không biết nữa thì gọi điện thoại em, nhắn em hoặc là vô Zalo em gửi những cái video, tại em có làm nhiều video lắm nhưng mà em sẽ nó nằm lộn xộn á, nên gửi Zalo cho em rồi hình ảnh mặt trước mặt sau để em coi được cái máy đó, máy sau là cái máy nào, cái nút nó như thế nào đó, để em biết nút hai nút ben nút hay là hai nút rưỡi đó, rồi em mới đưa được cái video, em mới đưa được cái video tương ứng. Ok nha, giờ chạy hoạt động bình thường rồi.